Xin chào anh chị và các bạn thân mến, chúc anh chị một ngày mới thật nhiều là niềm vui và gặp nhiều may mắn ạ. Hôm nay Hòa sẽ chia sẻ với anh chị cách thức để thực hiện một cái quỹ ETF VN30 và cái mã chứng khoán là E1VFVN30. Hòa có rất nhiều các cái video để chia sẻ với anh chị và các bạn ở trên kênh YouTube Tiền của tôi Official về cái quỹ ETF VN30. Phân tích cái quỹ đó, đánh giá cái quỹ đó, rồi quỹ phá sản thì sao, vân vân, đúng không ạ? Anh chị có thể vào đó để xem anh chị nhá. Thế thì cái cách mua cái quỹ này như thế nào? Đúng nè, quỹ ETF VN30 ấy, nó giống như một cổ phiếu nè. Nó giống như một cổ phiếu. Và nó đang niêm yết ở trên sàn. Anh chị có thể nhìn ở trên bảng giá đấy ạ. Mã của nó ở trên bảng giá và nó đang giao dịch với nhảy hàng ngày đấy ạ. Thứ hai nữa là gì? Đặt lệnh mua như thế nào? Anh chị hãy mở một tài khoản chứng khoán ở bất kỳ công ty chứng khoán nào mua được. Và Hòa gợi ý cho anh chị một cái tài khoản chứng khoán của công ty chứng khoán TCBS. Cái tài khoản này là anh chị có thể mở online. Đó. Tức là gì? Mở ở nhà cũng được, mở đâu cũng được, mở văn phòng, thậm chí là mở ở nước ngoài vẫn mở được. Nhưng lưu ý là mở ở nước ngoài thì phải có số tài khoản ngân hàng và có số điện thoại OTP. Nếu anh chị chưa có số tài khoản ngân hàng thì Hòa cũng sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để mở tài khoản ngân hàng online ở bên nước ngoài được anh chị và bạn nhé. Đó, rất là dễ gặp. Sau đây thì Hòa sẽ review và mua thật cho anh chị và các bạn xem ở trên tài khoản của mình. Và bản thân Hòa cũng đang tích lũy hàng tháng cái quỹ ETF VN30 này để làm cái tài sản cho mình sau này ạ. Xin mời anh chị và các bạn hãy xem video của Hòa. Nhưng trước hết hãy dành tặng cho Hòa một click và like để làm gì ạ? Để lan tỏa cái video này tới rất nhiều người hơn nữa, để mọi người biết được cái cách thức tích lũy tài sản như thế này. Và nếu anh chị các bạn muốn nhận nhiều hơn các video về quỹ ETF thì hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông anh chị các bạn nha. Xin chào anh chị các bạn thân mến, để mua được cái quỹ ETF E1VFVN30 thì đây là một cái giao diện của TCBS mà Hòa muốn chia sẻ tới anh chị và các bạn. Mở cái tài khoản này thì Hòa đã chia sẻ rồi, anh chị có thể mở online và dưới phần mô tả này Hòa có thể để cái link có cả hướng dẫn cho anh chị và các bạn nhé. Rất dễ thôi ạ, chỉ cần 3 phút là mở được rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào phần đặt lệnh mua quỹ ETF VN30. Và Hòa có chia sẻ là mua quỹ này thì mua giống hệt như mua cổ phiếu, giống hệt luôn, bán cũng giống hệt như bán cổ phiếu anh chị các bạn nha. Anh chị vào cái trang chủ của TCBS và vào phần đặt lệnh cổ phiếu, anh chị sẽ nhìn thấy đây ạ. Và đây là cái giao diện đặt lệnh cổ phiếu, đúng không nào? Anh chị các bạn hãy nhập cái mã nhá, E1VFVN30. Đó, đây là có hiện rõ là quỹ VFVN30 đấy anh chị các bạn ạ. Anh chị sẽ thấy là đây là một cái màn hình giao dịch của cái quỹ này, được không nào? Anh chị có thể đặt lệnh thường này, hay lệnh 247 là lệnh chờ và lệnh điều kiện. Đó, lệnh chờ tức là chúng ta sẽ đặt ngoài giờ giao dịch đều được. Và lệnh điều kiện là chúng ta đặt nhiều điều kiện, ví dụ như là điều kiện về giá, điều kiện về khối lượng, điều kiện về P/E, vân vân. Nhưng Hòa sẽ chia sẻ cái lệnh thường để anh chị các bạn dễ hiểu, đúng không ạ? Khối lượng đặt là tối thiểu 100 và bội số của 100 anh chị các bạn nhé, tối thiểu như vậy. Và cái giá đặt nó sẽ phải nằm ở trong khoảng giá trần và giá sàn anh chị các bạn nhé. Đó, và quan trọng nhất ở đây là cái bước giá là 50 đồng. Bởi vì sao? Nó nằm trong khoảng từ 10.000 đến 49.950 đồng thì bước giá nó phải là 50 đồng. Đây là quy định của Ủy ban chứng khoán rồi, đúng không ạ? Và để đơn giản, khi Hòa tích lũy thì Hòa thường đặt lệnh là lệnh MP, rất là đơn giản anh chị các bạn ạ. Và nếu mà anh chị các bạn muốn đặt cái giá mà mình muốn nhập đó, thì Hòa ví dụ như anh chị nhập là 22 chẳng hạn, đúng không nào? Mình mua giá 22, mình đặt ở đây chị bạn nhá. Như vậy là họ sẽ hiện cho mình cái giá trị lệnh là 2.200.000 đồng, đúng không ạ?
Anh có thể là đặt giá 21. Đó. Và anh chị có thể đặt giá sàn là 20.84. À, bây giờ thì mình sẽ đặt một lệnh mua chứng chỉ quỹ nhé, với khối lượng là 100 và giá là 21.5 nhé. Anh chị và các bạn có thể dễ theo dõi. Bây giờ đến làm cái bước là nhập mã IOTP. Và anh chị có thể lấy cái mã IOTP này trên cái ứng dụng TC Invest ấy. Đó, vào cái phần 3 chấm ở cái góc phải phía cuối màn hình là anh chị có thể lấy được cái mã IOTP này. Nó rất là dễ. Đấy, anh chị thấy không? Lệnh mua của mình đã được vào hệ thống rồi đấy ạ. Đó. Và đấy, và mình đã vừa mới đặt lệnh thành công. Rất là dễ đúng không anh chị các bạn? Trong vòng 30 giây là có thể đặt rồi. Và nếu mà anh chị các bạn muốn sửa lệnh hay hủy lệnh thì làm ở đây. Đấy, rất là dễ đúng không ạ? Đấy, mình vừa đề nghị hủy rồi này. Đó, đã hủy rồi này. Và bây giờ mình có thể đặt lại. Đó, đặt lại luôn ạ. Ví dụ mình đặt theo giá là 21.5 nhé. Được không? 21.5 này. Đấy, mình giờ đặt mua. Đó, lệnh mua đã được kích hoạt rồi. Anh chị thấy không? Có luôn ở dưới này này. Đó. 21.5 đấy ạ. Đó, và mình nếu mà mình muốn hủy muốn sửa thì mình kích vào dấu 3 chấm. Đó, anh chị các bạn nhé. Và rất là dễ như vậy thôi. Và sau này thì anh chị muốn xem tài sản thì bấm vào đây, muốn tra cứu các thông tin thì bấm vào đây. Đó, bấm vào cái dấu này này. Anh chị nhá. Đó, rất là dễ thôi ạ. Như vậy là Hòa vừa mới chia sẻ cho anh chị và các bạn cách thức để mà thực hiện mua chứng chỉ quỹ ETF VN30. Và nếu anh chị muốn bán thì anh chị cũng sẽ làm tương tự. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái lệnh bán nhé. Lệnh bán chứng chỉ quỹ E1VF VN30 nhé. Mình sẽ nhập mã này E1VF đúng không ạ? Đó. Mình bán 100 đi. Trong tài khoản mình đang có sẵn rồi. Mình có thể bán nhé. Mình bán với cái giá là 23 đi. Đúng không ạ? Mình ấn bán này. Đó. Thì cái lệnh bán của mình đã được đi vào hệ thống rồi ạ. Lệnh bán đang được kích hoạt rồi đấy ạ. Đấy, anh chị và các bạn có thể thấy này. Đây là cái lệnh bán của mình. 23.000 đồng. Bán được luôn rồi đấy ạ. Nó khá là dễ đúng không anh chị các bạn? Mình có thể hủy lệnh bán ở đây. Và mình có thể sửa lệnh bán cũng tương tự như thế. Ở dưới này. Anh chị thấy không? Đấy, mình hủy thì mình ấn vào đây thôi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết cái video mà Hòa vừa chia sẻ về đầu tư quỹ ETF E1VF VN30. Nó rất là đơn giản đúng không ạ? Anh chị có thể xem rất nhiều các video khác mà Hòa sẽ chia sẻ trong thời gian tới bằng cách đơn giản đấy ạ. Ấn vào cái nút chuông ấy, và ấn vào cái nút đăng ký nhá, thì sẽ xem được rất nhiều các video sắp tới đấy ạ. Và anh chị muốn lan tỏa cái video này tới nhiều người nữa thì chỉ cần click giúp Hòa vào cái like thôi ạ. Rất rất đơn giản. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn nha.